ốp một chiếc Sonic nha anh em, ốp 5 cây nha. Thì ốp thì mình giới thiệu cho anh em về cặp mâm này luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói bánh sáu trước nha anh em. Thì mâm này là mâm 1.4.6 nha anh em ha. Mâm của Sirius mình chế lên cho Sonic nha. Đó, mâm 1.6 nha anh em, RCB chính hãng nha ha. Mâm sau, mâm này là mình bên sau mình xài lại cái dĩa dính của nó luôn nha. Và mình đã làm những cái cục canh sẵn cho anh em. Đây, cục canh đây, nó bao gồm là cục canh ha, hai cục canh mà rôm này, chống xét nha anh em. Và cùi dĩa ha, cùi dĩa ẹc 135 4 lỗ. Và dĩa tải luôn nha anh em, phun bồ của nó luôn nha. Và có luôn bậc đàn cùi dĩa nha anh em, bậc đàn cùi dĩa nha. Và phốt cao su, cao su đùm nha. Và luôn cái ống chỉ cùi này ha. Đây, đây là bao gồm của những bánh sau là mình đã chế sẵn cho anh em nha. Anh em chỉ có về lắp ráp. Và bánh trước, bánh trước thì bao gồm mâm ha, và lòng dĩa nha, lòng dĩa CNC ha. Đây, lòng dĩa CNC mẫu mới, mình từ CNC và đó kích thước chuẩn để lắp ráp cho anh em, khỏi phải là chém lòng đèn hay gì á. Và hai bậc đàn nha anh em, bậc đàn trước ha. Cái này bậc đàn thì anh em xài cốt zin nha, thay bậc đàn là xài cốt zin ha. Và ống chỉ, và cục canh chụp cốc đằng trước, kính rắc ha. Và nếu như thường thường anh em muốn lắp ráp mâm được bánh trước á, thì anh em sẽ xài những cái con ốc titan hay salaya gì cũng được, nó không có cái ngấn ha. Nếu như có ngấn thì nó sẽ bị cấn cả mâm ha. Đó, bao gồm đầy đủ phun bồ nó là như vậy nha anh em. Anh em mua thì mình sẽ bán như vậy cho anh em ha. Anh em mua về chỉ có lắp ráp như zin thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp lên chiếc con Sonic này. Mình sẽ giải thích cho em vì sao mình làm cái lòng CNC này ha. Em bỏ cái lòng lên nè. Cái lòng ngôi sao thông dụng á, anh em hay xài này, không? Đây như vậy. Rồi anh em nếu như anh em bỏ cái dĩa lên đúng không? Thì nó vẫn là được, nhưng mà có một cái đồ anh em thấy không? Mình sẽ quay cận cảnh cho em thấy nè. Đó ạ. Nè. Em thấy không? Ví dụ mình vô đúng không? Nhưng mà nó có một đồ rơ này không? Nó không có bám sát vào cái dĩa cho anh em được, cho nên lúc mà anh em thắng á thì cái dĩa nó có đồ xê dịch đó anh em, cho nên nó rất là yếu cái dĩa của mình ha. Đó, anh em thấy không? Nó lắc này. Lắc này em thấy không? Nó lắc rất là nhiều. Còn nếu như cái lòng của CNC của mình làm á thì mình đã đo kích thước sẵn không? Anh em bỏ vào là khít luôn. Anh em thấy không? Không? Nó rất là chắc chắn này. Mình chưa bằng ốc mà nó đã chắc chắn như vậy rồi ha. Đó, anh em thấy không? Đó. Rồi mình sẽ tiến hành siết ốc và lên bánh trước cho anh em xem nha. Thay cổng xin Reto nha ha, cổng xin Reto và nhông Reto luôn, nhông con Reto luôn nha anh em ha. Đó ha. Rồi mình đóng cốt qua, rồi mình tiến hành gắn xin, mình tiến hành siết cốt, mình quay bánh trực tiếp cho anh em xem nha. Chiếc bánh cho anh em xem nha. Đó. Thì mình làm thì cục canh nhỏ thì anh em để bên nhông xin dĩa nha. Cục canh lớn thì anh em để bên dĩa thắng nha. Mình làm phun bộ này nó có bao gồm dĩa tải này, cùi dĩa này, cục canh, bậc đàn, ống chỉ ha, và cao su đâm luôn, phun hết cho anh em ha. Thì mâm Sonic này mình chế thì anh em xài lại cái dĩa zin của nó nha. Lần sau anh em trước sau anh xài lại dĩa zin luôn. Đó, mình sẽ tăng sen xong rồi mình sẽ siết cốt cho anh em xem. Anh này thì đằng trước thì đi vỏ 60 Michelin, vỏ sau anh này là
không đủ điều kiện kinh tế cho nên năm nay đi cái vỏ 70 vỏ trước của xe Jin nha. Vỏ 70 ha. Có tiền thì thay sau. Đó, mình tăng xin thì nó có một độ giãn nhất định thôi nha anh em. Rồi siết cốt đi em ơi. Rồi mình tiến hành quay bánh cho anh xem. Đó, rất là nhẹ nha anh em. Rồi đạp thẳng đi em ơi. Rồi quay lại cái anh em ơi. Đó, rất là nhẹ ha. Đó, ok. Đó, bánh trước bánh sau nó sẽ như vậy nha anh em. Đó. Rồi mình sẽ đẩy ra ngoài, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em một lần nữa anh em xem nha. Ha, bánh trước đã lắp ráp xong này, nó sẽ như vậy ha. Lòng dĩa rất là đẹp nha anh em. Đúng không? Em quay cho anh cái bánh đi em. Đó. Đó, rất là nhẹ ha. Em ru nha. Bóp cho anh cái thắng đi em. Rồi bánh sau nè em. Bánh sau nha anh em. Rồi em quay anh cái bánh sau nè. Đó, bánh sau. Đạp thắng đi em. Rồi đạp anh cái thắng đi em. Đó, em ru nha anh em. Rồi xong. Ok, 5 cây lên cho số nước nha anh em, khoảng 1.4.6 chế phun.